Dạ, con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu hỏi tiếp ạ. Dạ, thưa bác, Thượng tọa Thích Trí Minh sưu tầm tài liệu chứng minh được là tư tưởng Phật tánh trong kinh Lăng Già là của Phật giáo Đại Thừa. Vậy còn trong các kinh khác không nói tới Phật tánh hay sao, thưa bác? Nói đúng ra đó, muốn tu theo cái đạo Phật thì phải nghiên cứu tìm hiểu tất cả các kinh của Phật giáo Đại Thừa. Thì nó có tới 12 cái quyển kinh, trong đó có quyển kinh Lăng Già. Mà đầu tiên của nó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Tứ Thập Nhị Chương, rồi kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Duyên Giác, Dược Sư Nhân Quả, Duy Ma Cật. Nó nằm trong cái Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa thì nó nằm trong hai cái bộ kinh vô. Hai cái bộ kinh là A Hàm và Trường Bộ. Còn Tịnh Độ nó có hai cái bài kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Mỗi một cái pháp môn nó có cái có bộ kinh của nó. Còn Thiền Tông nó có cái bộ gọi là cái có bộ kinh gọi là Kinh Vô Tự. Duy nhất Thiền Tông nó có cái quyển Kinh Vô Tự. Mà cái Kinh Vô Tự này người ta nói, có nhiều người họ hiểu nhưng mà không có nói, nhưng mà không đề cập đến. Mà cái Kinh Vô Tự này là người Trung Quốc nói nhiều nhất, nói về nhiều nhất về cái quyển Kinh Vô Tự này. Đó, Thiền Tông nó có duy nhất có cái quyển kinh này thôi. Nếu người nào mà tu theo Đạo Phật phải nghiên cứu toàn diện cái sáu pháp môn tu của Đạo Phật. Tiểu Thừa Tinh Dị, Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú. Mỗi cái tinh nó có, mỗi một cái pháp môn nó có cái quyển kinh riêng của nó. Thấy không? Người nào hiểu này thì mới bình luận được, mới xem tham gia vào trong vấn đề mà truyền bá cái Đạo Phật được. Còn truyền bá Đạo Phật mà thiếu cơ bản này thì hoàn toàn sai. Rồi cháu hỏi tiếp đi.